Bác Hồ một tình yêu bao la, đó là một trong rất nhiều ca khúc, một khái niệm ngôn ngữ nói về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho mọi người dân nước Việt. Lúc sinh thời, Bác luôn dành tình cảm và mối quan tâm đặc biệt tới thanh thiếu nhi. Bác đã từng nói, tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi, tất cả chị em Việt Nam đều là con của tôi. Theo Bác, chính những thế hệ trẻ sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc giáo dục của người qua những bức thư, lời dạy, bài viết gửi đến nhiều thiếu niên nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Thiếu Nhi, ngày khai trường, Tết Trung Thu mãi mãi khắc sâu, trở thành tài sản vô giá đối với các thế hệ măng non Việt Nam. Những năm qua, đội viên thiếu niên nhi đồng Hải Dương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đội, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Mới đây nhất, Hội đồng đội tỉnh đã tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hải Dương lần thứ 14. Đại hội có sự tham dự của 130 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ là những đội viên ưu tú, đại diện cho trên 270.000 đội viên thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là dịp đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đội và phong trào thiếu nhi Hải Dương trong thời gian vừa qua, tuyên dương các tổng phụ trách đội tiêu biểu, trao giải thưởng lãnh đạo trẻ tương lai cho những đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác đội. Tại đại hội, 20 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ Hải Dương tiêu biểu xuất sắc đã được nhận bằng khen của tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tuyên dương và trao giải cho 20 em đạt giải lãnh đạo trẻ tương lai lần thứ 12, 12 giáo viên tổng phụ trách đội tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động vì đàn em thân yêu cũng đã được tuyên dương. Cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng đội Trung ương, trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương, Hội đồng đội tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp cùng với các sở ban ngành của tỉnh, triển khai toàn diện, nâng cao hiệu quả phong trào Thiếu nhi Hải Dương làm theo 5 điều Bác dạy, triển khai cuộc vận động vì đàn em thân yêu, đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan tới công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt, chương trình rèn luyện đội viên đã được gắn với học tập và các hoạt động ngoại khóa của các nhà trường, đảm bảo tính khoa học phù hợp với thực tiễn tình hình, tiếp tục thực hiện nền nếp nghi thức đội, công tác phụ trách sao, thông qua việc cụ thể hóa phong trào bằng nhiều hoạt động với hình thức đa dạng và phù hợp đã góp phần giáo dục, vun đắp lý tưởng sống cho đội viên, thiếu nhi, đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thiếu niên nhi đồng với Bác Hồ kính yêu. Những năm qua, hội đồng đội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thông qua phong trào hành trình đến các địa chỉ đỏ, cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam, phong trào Trần Quốc Toản chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách đã được các liên đội trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần giúp cho các em thêm hiểu về các địa danh lịch sử, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta. Cùng với đó, các mô hình giáo dục kỹ năng có hiệu quả đã được triển khai nhân rộng như ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay. Trong giờ chào cờ đầu tuần ngoại khóa, luôn có sự lồng ghép đưa nội dung giáo dục văn hóa dân gian vào trong các hoạt động sinh hoạt của tổ chức đoàn đội. Hội đồng đội huyện Tứ Kỳ đã triển khai các hoạt động phong trào bám sát sự chỉ đạo của hội đồng cấp trên, cũng như là tổ chức nhiều các hoạt động phong trào và thu hút được đông đảo các em thanh thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện tham gia. Với những cái điều kiện như vậy thì trong giai đoạn vừa qua thì hội đồng đội huyện Tứ Kỳ đã đạt được một số những thành tích khích lệ, các giải, các hội thi do hội đồng đội tỉnh triển khai, cũng như là các hội thi do phòng giáo dục phối hợp với hội đồng đội huyện tổ chức triển khai trong giai đoạn 2015-2020. Những năm qua, các phong trào công tác đội như vòng tay bè bạn kết nối yêu thương, giúp bạn tới trường cùng hướng tới tương lai, giúp bạn vượt khó đã lan tỏa đến tất cả các trường học, giúp bạn khó khăn tiếp tục đến trường, vượt qua thiếu thốn. Hội đồng đội các cấp đã chung tay đóng góp cùng với đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên xây dựng được 3 cây cầu dân sinh trị giá trên 500 triệu đồng ở các tỉnh Lai Châu, Phú Yên, Điện Biên cùng nhiều quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, chăn ấm, quạt điện, dép mới, gạo và mì tôm cho các bạn nhỏ vùng cao. Mặt khác,
Hội đồng đội các cấp cũng luôn định hướng cho các em đội viên thiếu niên nhi đồng rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, diễn đàn văn hóa ứng xử học đường. Cùng với đó là triển khai có hiệu quả giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo trong các liên đội, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi Em yêu khoa học, sáng tạo trẻ, tin học trẻ. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã có 2.540 đôi bạn học tốt, nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến và 4.500 câu lạc bộ học tập, góp phần nâng cao chất lượng học tập trong các nhà trường. Có hơn 200 bạn tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng với trên 100 thiếu nhi đạt giải. Nhiều bạn đã đạt giải cao của tỉnh và quốc gia. Chúng tôi luôn đánh giá là tổ chức đoàn đội luôn có cái vai trò đặc biệt quan trọng cho cái hoạt động của nhà trường. Và chúng tôi cũng luôn nghĩ rằng là cái hoạt động đoàn đội nếu như thực hiện tốt thì nó sẽ góp phần rất lớn cho cái, nó là cái nền tảng cho các cái hoạt động khác của nhà trường. Nó sẽ góp phần vào cái việc giáo dục toàn diện cho các em học sinh. Vì vậy là chúng tôi luôn tạo điều kiện cho đoàn đội hoạt động cả về thời gian cũng như là nhân lực cho cái hoạt động đoàn đội. Và qua cái hoạt động đoàn đội thì chúng tôi cũng thấy rằng là các em được phát triển và nó cũng là một cái môi trường cho các em được rèn luyện và được thử sức mình cũng như là các em có những cái kỹ năng trong các cái hoạt động, đặc biệt là những kỹ năng sống. Và qua hoạt động đoàn đội thì cũng thấy rằng là chính hoạt động đoàn đội sẽ giúp các em là những người phát triển toàn diện và những cái năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, hội đồng đội từ tỉnh đến cơ sở luôn dành nhiều sự quan tâm, tập trung nguồn lực cho công tác bảo vệ chăm sóc thiếu niên nhi đồng, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai cuộc vận động vì đàn em thân yêu, thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 về hỗ trợ giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng mới tại mỗi phường, xã, thị trấn ít nhất một điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi. Từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ và chương trình hành trình thứ hai của lốp xe, toàn tỉnh đã xây dựng tặng thiết bị vui chơi cho trên 40 điểm vui chơi thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hải Dương tiếp tục được triển khai thực hiện. Các cấp bộ đoàn đội trên toàn tỉnh đã trao học bổng cho 23.286 thiếu nhi vượt khó học tốt với tổng trị giá là 5.421 triệu đồng vào các dịp ngày hội vào hè, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, đêm hội trăng rằm, đã giúp đỡ nhiều bạn kém may mắn nhưng giàu ước mơ nghị lực, biết vượt qua khó khăn, vượt lên hoàn cảnh vì ngày mai lập thân lập nghiệp. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương và Hội đồng đội tỉnh cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2018-2022, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về công tác phòng chống tai nạn thương tích, giảm thiểu tình trạng tai nạn thương tích cho trẻ em. Toàn tỉnh đã dạy bơi cho trên 5.000 thiếu nhi, trong đó tổ chức được 81 lớp dạy bơi miễn phí và giảm phí cho 4.568 em. Ngoài ra, các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại và phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho thiếu nhi cũng được quan tâm tổ chức thường xuyên, cùng với việc duy trì nhân rộng các chương trình học kỳ quân đội, trại hè tự lập để trưởng thành, rèn luyện kỹ năng sống, ứng phó cùng với các tình huống trong cuộc sống, sống tự lập và tránh xa các tệ nạn xã hội. Điểm nhấn của công tác đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã chỉ đạo triển khai từ tỉnh đến cơ sở nhiều chương trình có ý nghĩa như hội thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ, chúng em kể chuyện Bác Hồ, vẻ đẹp đội viên, liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên, chỉ huy đội giỏi, nhận được sự tham gia của đông đảo đội viên thiếu nhi, sự quan tâm của các bậc phụ huynh và toàn xã hội. Nổi bật là chương trình tuyên dương và trao giải thưởng Lãnh đạo trẻ tương lai được thực hiện trong 12 năm qua đã tìm kiếm và tôn vinh 372 cán bộ đội xuất sắc trong học tập và chỉ huy đội giỏi trên toàn tỉnh. Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia hội thi Lãnh đạo trẻ tương lai năm 2017. Hội thi đã giúp cho em rút ra những bài học kinh nghiệm, kỹ năng sống, từ đó để em có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Năm nay em rất vinh dự và tự hào khi là đại biểu của Đại hội Chóng Ngoan Bác Hồ. Em mong muốn rằng hội đồng đội tỉnh cũng như của huyện tạo cho chúng em những môi trường, điều kiện và sân chơi để giúp chúng em có thể trải nghiệm, mở rộng kiến thức. Trong những năm vừa qua thì em đã tham gia rất nhiều những cuộc thi do nhà trường, do đoàn đội tổ chức, ví dụ như là vẻ đẹp đội viên hay là chi đội vững mạnh hoặc là diễn đàn trẻ em. Là qua những cái chương trình, qua những cái hoạt động như vậy thì em cảm thấy là bản thân em cũng đã hoàn thiện được rất là nhiều. Hiện nay là đang thời đại của 4.0, vì vậy mà em mong muốn đoàn đội cũng như là tỉnh tổ chức những cái hoạt động ví dụ như là khoa học kỹ thuật để cho chúng em chủ động sáng tạo, cho chúng em được giải trí nhiều hơn, được
được thỏa sức sáng tạo bản thân mình và đặc biệt là để tạo một nền tảng là bước tập dượt để cho chúng em hòa nhịp, để cho chúng em được chinh phục những cái thử thách mà thế giới 4.0 đã tạo ra. Hội đồng đội cấp huyện phối hợp cùng với ngành lao động thương binh và xã hội tổ chức diễn đàn vì trẻ em, tạo cơ hội để trẻ em được giao lưu đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các sở ngành đoàn thể. Các em đã bày tỏ những suy nghĩ thắc mắc về các vấn đề mà mình quan tâm như giáo dục, bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, trang bị kỹ năng cho trẻ em. Thực hiện chương trình rèn luyện phụ trách đội, hàng năm Hội đồng đội tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên làm tổng phụ trách đội, đội ngũ phụ trách thiếu nhi tại địa bàn dân cư, duy trì hoạt động của câu lạc bộ phụ trách đội với trên 100 thành viên tham gia. 100% hội đồng đội các huyện, thị, thành phố tổ chức tập huấn công tác đội đầu năm học. Theo tôi là trong những năm tới thì hội đồng đội cấp trên thì thường xuyên tổ chức những cái buổi tập huấn cho tổng phụ trách. Đấy, hoặc là có thể tổ chức cho chúng tôi được đi giao lưu, được đi tham quan ở những cái mô hình nào đó, ở một cái huyện nào đó. Chúng tôi luôn luôn có quan niệm là tất cả vì học sinh thân yêu. Thế nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng rất là mong cái quyền lợi của tổng phụ trách được nâng lên một chút. Ví dụ như là phụ cấp hay là những cái chế độ quyền lợi gì đó để thúc đẩy cho chúng tôi yêu nghề hơn. Có thể nói, những năm qua, phong trào thiếu nhi Hải Dương thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy đã được triển khai rộng khắp, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cơ sở. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, những cách làm hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. 5 năm qua, đã có gần 75.000 thiếu niên nhi đồng được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15.000 đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng đội tỉnh đã được Hội đồng đội Trung ương tặng cờ và bằng khen là đơn vị xuất sắc trong công tác đội. Lúc sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến lực lượng thanh niên, đặc biệt là lực lượng các cháu thiếu niên nhi đồng. Thì qua việc tổ chức Đại hội Trung ương Bác Hồ tỉnh Hải Dương lần thứ 14, kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, cũng là hoạt động mà chúng tôi hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Và qua đó thì cũng là tạo một cái thông điệp rằng các em đội viên thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh cũng như những người làm công tác đội trong toàn tỉnh sẽ luôn luôn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cái lòng nhiệt tình say mê để từ đó rèn luyện lớp thiếu niên nhi đồng măng non có nhiều nghị lực, nhiều bản lĩnh chính trị và có nhiều sức khỏe cũng như có nhiều kỹ năng tốt để đóng góp vào sức mình, sức của và sự phát triển của quê hương đất nước. Trong bản di chúc lịch sử của mình, Bác Hồ cũng đã hai lần nhắc đến các cháu nhi đồng. Người cũng đã dành muôn vàn tình thương yêu của mình cho các cháu nhi đồng Việt Nam và quốc tế. Tấm lòng của Bác đối với thiếu nhi được ví bao la như trời biển. Nỗi niềm yêu thương của Bác đối với các cháu không bao giờ vơi cạn. Cho đến ngày Bác phải đi xa, trong di chúc của mình, Bác còn gửi gắm: cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình yêu thương cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Tiếp nối hành trình theo chân Bác, ngày nay, thiếu niên nhi đồng Hải Dương và cả nước đã và đang được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. Nhớ ơn Bác, toàn thể thiếu nhi Việt Nam nguyện cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ như người căn dặn thế hệ trẻ Việt Nam.